Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Thắng, hiện tại đang công tác tại phòng khách hàng doanh nghiệp của VNPT. Thì hôm nay Thắng sẽ xin giới thiệu cho các bạn về một số gói cước internet dành cho khách hàng cá nhân, tức là hộ gia đình đăng ký. Thì sẽ phân chia làm hai gói, hai dạng chính. Một là gói internet đơn lẻ, tức là chỉ đăng ký internet không đăng ký kèm truyền hình và các sim số, gói cước di động kèm theo. Thì và một gói tích hợp, tức là bao gồm cả internet, chương trình khuyến mại dành có di động, tức là có gọi nội mạng có 3G và một gói, và tích hợp thêm cái app để xem trên, cài đặt trên TV để mình xem truyền hình. Thì Thắng sẽ giới thiệu trước về cái gói internet, về băng thông và cái giá cước. Thì hiện tại có một số gói như sau. Gói 40M là 219.000, 50M là 259, và gói 80M là 279.000. Riêng các bạn lưu ý, chương trình khuyến mại của gói 40M, 50M, 80M tại thời điểm hiện tại tháng 1 năm 2021 là mình đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng, đóng 1 năm tặng 4 tháng, thì miễn phí lắp đặt và trang bị modem wifi cho khách hàng. Thì ví dụ như sau này các bạn coi cái clip này, thì các bạn muốn biết chương trình khuyến mại mới nhất gói internet dành cho gia đình, thì các bạn có thể gọi cho Thắng qua số điện thoại là 0707 989 777, hoặc kết bạn Zalo, nhắn tin cho Thắng hỏi chương trình khuyến mại, là Thắng sẽ gửi cái bảng báo giá mới nhất cho mình qua Zalo luôn. Hoặc có thể truy cập vào website vnptgroup.vn để tham khảo những gói cước mà mới nhất được cập nhật liên tục ở trên trang website chính thức nha. Thì đó là gói cước đơn lẻ. Còn một số gói cước tích hợp vừa internet này và tích hợp gói vào sim Vina và app để xem truyền hình trên điện thoại hoặc là bên TV, các bạn cài app vào các bạn xem, đăng nhập user mật khẩu vào xem thôi. Thì những cái gói này là gói khuyến mại, thì nếu mà tính ra thì cước sẽ rẻ hơn. Mình chỉ một cái mẹo là các bạn không có sim Vina thì đăng ký thêm một cái sim Vina trả trước, các bạn add gói vào thì nó khuyến mại là gọi nội mạng Vina, gọi ngoài mạng và có 3G nha. Thì sau đây là một số gói. Gói home tiết kiệm là băng thông 50M và được đăng ký gói SIM là gọi nội mạng miễn phí và 15GB data một tháng đó. Thì vào một cái app và một account app để xem, cài đặt trên TV, thì giá của nó là 269.000 một tháng, 269 nha. Thì các bạn nghĩ đi, cái gói mà internet 50M đơn lẻ là 259.000, đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng. Nhưng mà cái gói này 50M cộng với cái gói gọi kết hợp vào SIM á, các bạn đang dùng SIM Vina nha, thì ép cái gói này vào sẽ được gọi nội mạng Vinaphone miễn phí, truy cập data 4G 15GB một tháng. Và các bạn có Smart TV thì bạn sẽ có một cái app cài trên Smart TV để xem 178 kênh truyền hình, chỉ có 269.000. Và khuyến mại tại thời điểm hiện tại là mình đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng, đóng 12 tháng tặng 3 tháng, đăng ký vào ngày vàng thứ 3 và thứ 7 sẽ được giảm 20%, chỉ còn 215.000. Thì các bạn nghĩ coi, gói này nó còn rẻ hơn cái gói kia, cái gói đơn lẻ. Thì dạy gì mình đăng ký gói đơn lẻ, mình đăng ký gói này mà xài đó. Thứ hai là gói home đỉnh, là gói được gọi là đăng ký nhiều nhất hiện nay luôn. Đây là gói hot nhất hiện nay của VNPT, băng thông 100M, băng thông 100M kèm theo gọi nội mạng miễn phí, gọi ngoại mạng được miễn phí 50 phút, và data 30GB một tháng.
tương đương với cái gói V89 của bên Vinaphone là 89.000 một tháng á, thì cái gói này là 299.000, nhưng mà mình đăng ký thứ ba thứ bảy giảm 20% là chỉ còn khoảng 240.000. Đồng thời đóng 6 tháng tặng 1 tháng, nếu đóng 1 năm tặng 3 tháng. Thì bây giờ mình ví dụ đi, gói home đỉnh này 100MB này là 299. Mình đóng trước 6 tháng 12 tháng là được tặng 3 tháng nha. Mình đăng ký thứ 3 thứ 7 là giảm 20%, tính ra 1 tháng chỉ có 191.000 thôi. Đó, mình đăng ký gói này là rẻ nhất. Mà riêng cái gói mà ví dụ như hồi này gói là trên 80MB. 80MB là 279.000. Có 80MB nó còn mắc hơn. Đó, các bạn đăng ký gói này nó rẻ hơn. Thì đó, thì riêng cái gói gia đình thì các bạn nên hãy xem xét lắp cái gói combo và hỏi ngay nhân viên tại thời điểm đó là có chương trình khuyến mại giảm 20-30% hay không, và đóng trước 6 tháng hoặc 1 năm sẽ giảm thêm không, để mình đăng ký cho nó lợi. Chứ đừng đăng ký cái gói đơn lẻ. Nếu mà thực ra nếu mà cái gói combo á, các gói mà home tiết kiệm, home đỉnh á, nếu mà không có khuyến mại thì các bạn đăng ký gói home 1, home 2, home 3 được. Thì nếu các bạn không biết thì có thể liên hệ với Thắng qua số điện thoại là 0707 989 777, và có thể gọi hoặc kết bạn Zalo, gửi địa chỉ để Thắng kiểm tra cáp cho coi hạ tầng có cáp hay không. Đồng thời Thắng sẽ gửi chương trình khuyến mại mới nhất cho bên mình để mình tham khảo coi gói nào rẻ thì mình đăng ký. Rồi, Thắng xin cảm ơn.